Hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Vụ việc của gia đình chị Kim Hà cũng như tập đoàn Xà Lan thì đã gần sáng tỏ rồi. Đó, nên là em tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất để có thể cung cấp cho tất cả quý vị khán giả. Và chắc chắn tất cả mọi người đang rất là nóng lòng, bởi vì sao? Đã 7 tháng qua từ lúc chị Kim Hà ra đi thì biết bao nhiêu cái sự việc xảy ra nhưng mà chưa thể chứng minh được là cái nguyên nhân chị Kim Hà ra đi là vì sao. Và cái nguyên nhân vì sao lại nằm ở giữa dòng sông đó tận 12 ngày. Nhưng mà theo anh Xà Lan chia sẻ là anh ấy thấy có ai gật xuống. Anh thấy có ai gật xuống cái hì một cái. Và anh bơi ra đó kiếm 15 phút không có nữa, bắt đầu là mới kết thúc là chị Hà chìm. Nhưng mà em nói với tất cả quý vị các bạn rằng ấy, cái câu chúng ta cần hỏi ở đây là tại sao cái anh mà 35 tuổi anh rơi xuống chỗ đó mà chỉ sau có 2 ngày thôi đã nổi lên cái hiện trường là 20 km. Mà tại sao chị Kim Hà cũng rơi xuống đó mà lại bị cái gật một cái, hì một cái rồi nằm ở đó 12 ngày không nổi lên, mà phải cào phải móc thì mới nổi. Thì liệu rằng nó có cái gì đó mà để chúng ta phải phân tích hay không? Và bây giờ em sẽ cho mọi người nghe một cái thông tin cực kỳ đặc biệt. Đó, vẫn phải nhắc lại những câu nói này, không bao giờ mà chúng ta có thể nói rằng là câu nói này nó mất đi. Trời, gần tới 10 mét gì hước lên cái nó chạy mất tiêu luôn. Chúng tôi lại bơi lại là không kịp nữa anh. Bơi là không kịp, còn có 10 thước á. Thấy vợ ông ngước lên cũng như có ai gật thì xuống cái thị mất tiêu luôn. Nếu khoảng cách tầm 10 mét là nó rất ngắn, mà anh đứng ở trên cái ghe cào, anh nhìn thế thì chắc chắn anh phải thấy cái gì đó. Anh nói là thấy ai có ai gật xuống. Đó. Vậy thì em hỏi mọi người là ai mà đã gật chị Hà xuống đó rồi nằm 12 ngày mọi người? Bây giờ nếu mà nói cho cái người mà người ta mê tín ấy, người ta nói là chắc là cái bàn tay của bà Thủy kéo xuống. Chứ em hỏi mọi người cái thời bởi công nghệ bây giờ, cái thời bây giờ mà vẫn đi tin vào cái đó thì em hỏi mọi người là bây giờ chúng ta có tin không? Đó, em nói mọi người là bây giờ anh ấy nói là bây giờ có ai gật kéo xuống. Lại gần tới 10 mét gì nó hước lên cái nó chạy mất tiêu luôn. Chúng tôi lại bơi lại là không kịp nữa anh. Bơi là không kịp, còn có 10 thước á. Em đính chính lại là anh Tuấn không bơi. Anh Tuấn chỉ ngồi trên cái xuồng đó thôi. Anh không bơi. Anh thấy vợ anh chìm ở đó. Nhưng mà anh đứng trên xuồng để anh coi xem có nổi lên không. Chứ anh đâu có bơi. Bởi vì nếu thực sự là anh nói là anh bơi cái xuồng ra để cứu vợ anh thì anh thấy vợ anh chìm ở đó thì anh phải nhảy xuống đó anh kiếm chứ. Chứ anh cứ ngồi trên xuồng không làm sao cứu. Thấy vợ ông ngước lên cũng như có ai gật thì xuống cái thị mất tiêu luôn. Là không thấy nổi lên luôn. Rồi em bơi xuồng vòng vòng nó đợi 10 phút 15 phút không thấy vợ nổi lên em hoảng hồn. À, có nghĩa là anh thấy vợ anh bị cái gật một cái, ai kéo xuống cái hì một cái, xong là anh cứ bơi xuồng vòng vòng ở đó 10-15 phút anh không thấy nổi lên. Lúc đó anh mới hoảng hồn. Đấy. Vậy em hỏi tất cả mọi người là anh bơi ở đó 10-15 phút anh không thấy vợ anh nổi lên, mà tại sao anh không nhảy xuống anh kiếm? Đó là một cái câu hỏi mọi người đang đặt ra. Đây là thực sự là anh Tuấn có cứu chị Hà lúc đó không? Không cứu. Bởi vì anh bơi ở đó thì anh cứu cái gì? Anh thấy có ai kéo chị Hà xuống đó, đúng chưa? Gật một cái, hì một cái rồi anh bơi vòng vòng ở đó. Anh bơi đấy làm gì? Anh giám sát xem là để xem con vợ này nó có nổi lên nữa không? Xem nó chết chưa? Chứ em nói mọi người là nếu như mà như người khác ấy, là người ta thấy chìm ở đó thì người ta phải nhảy xuống đó thì đó mới gọi là cứu. Cứu không được. Chứ anh bơi cái xuồng ra đó, anh thấy chị Hà bị ai gật xuống đó, rồi anh đứng trên cái xuồng anh bơi, anh giám sát 10-15 phút không thấy nổi lên anh mới hoảng hồn. Anh hoảng hồn rồi anh mới gọi dì Năm. Vậy thì tại sao mà dì Năm lại biết trước vậy anh Tuấn? Nó chạy mất tiêu luôn. Chúng tôi bơi lại là không kịp nữa anh. Bơi là không kịp, còn có 10 thước á. Thấy vợ ông ngước lên cũng như có ai gật thì xuống cái thị mất tiêu luôn. Quý vị nghe có thấy điều không? Ai mà gật, ai mà hì mà 10 mét à, mà ban ngày mà anh lại bảo không nhìn thấy gì hết, là không thấy nổi lên luôn. Rồi em bơi xuồng vòng vòng nó đợi 10 phút 15 phút không thấy vợ nổi lên em hoảng hồn. Thì bây giờ chúng ta hãy đi tìm sẽ thì hôm nay anh dẫn anh em đi tìm chỗ bè. Nghe cái đầu cầu mà chỗ đảo Đài Loan anh, chỗ mấy cái đó. Đây là anh Tuấn, anh đang dẫn anh em đi kiếm ở đảo Cồn Đài Loan. Ủa mà lý do vì sao mà anh lại đi kiếm ở đó anh Tuấn? Nghe anh trả lời này. Chồng mẹ vợ như kêu á. Tự nhiên báo mộng cho ai biết anh? Rồi ông chú đi Xà Lan điện về cho ông Dưỡng mới điện chuyện qua đây. Là có chị Hà là báo mộng cho ông chú đi Xà Lan. Ông chú Xà Lan đó lại phải điện cho ông Dưỡng 10 cơ. Mà không điện cho ai khác cả.
Mà ông Dượng Mười là ai? Ông Dượng Mười là cái người mà đã cưa két sắt giúp anh Tuấn. Ông Dượng Mười là ai? Ông Dượng Mười là cái người đã cột dây xuồng giúp anh Tuấn. Rồi ông Dượng Mười là ai? Ông Dượng Mười là biết cái chỗ chìm của chị Hà. Mà cái người đầu tiên thông báo cho anh Tuấn cũng là ông Dượng Mười. Mà em hỏi tất cả mọi người là ông Dượng Mười là ai? Đúng không? Tại sao ông Dượng Mười lại là phải là cái người mà được thông báo cái vụ việc của chị Hà là báo mộng? Tại sao cái ông chú đi xà lan nó không gọi cho ai mà phải gọi ông Dượng Mười? Và kết thúc lại bây giờ chúng ta có biết được cái ông chú đi xà lan đó được chị Hà báo mộng đó là ai không? Hay tất cả chỉ là ông Dượng Mười vẽ ra? Và em nói với tất cả mọi người luôn, ông Dượng Mười nếu như không có mặt ở hiện trường thì chả có đời thủa nào ông Dượng Mười biết cái chỗ chìm nó chỗ nào. Đúng không? Mà trong khi đó cái ông chú đi xà lan đó là phải báo mộng cho cái ông chú đó nha. Xong ông chú đó mới gọi cho ông Dượng Mười. Xong ông Dượng Mười lại gọi cho anh Tuấn là đi kiếm ở cái đảo của Đài Loan. Nhưng mà khi mà anh Tuấn bỏ ra 5 triệu nha để câu giờ, có nghĩa là anh Tuấn chấp nhận bỏ ra 5 triệu để cho người ta dỡ cái đá lục bình lên. Nhưng mà anh vẫn biết là anh theo dõi từ sáng đến giờ là người ta đang giả vòng vòng quanh xà lan của anh Tuấn. Ủa thế tại sao là anh lại phải đi ra giả đá lục bình? Có nghĩa là anh đi giả đá lục bình nhưng mà cái hồn của anh nó vẫn để ở chỗ xà lan của anh ấy, để bảo ông Dượng Mười là phải giám sát xem người ta có giả đó không. Nghe cái đầu cầu mà chỗ đảo Đài Loan anh, chỗ mấy cái dàn bè vợ ông gì kêu á, tại vì bóc mình cho ai biết rồi. Ông chú đi xà lan điện gì cho ông Dượng, Dượng mới điện chuyện qua đây bóc mình đó ha. Dạ anh em mình còn đi tới đó đi. Báo dạ dạ, nghĩa là chỉ có báo mộng cho cái ông chú đó. Thì ông chú đi xà lan là vợ em về kêu nó hai lần đó. Dạ. Ông chú đó là ông nào? Ờ đúng không? Mọi người nghe không? Anh Tuấn nói là vợ em về kêu ông đó hai lần rồi. Ủa? Hay là ông đó lại là cái người bạn nhậu của anh Tuấn? Đúng không? Bởi vì em nói người là tự nhiên chị Hà là về báo mộng cho ông chú đi xà lan. Mà cái ông chú đi xà lan đó là ai? Đó, em đang nói mọi người là bây giờ phải truy tìm ông chú đi xà lan mà chị Hà báo mộng. Bởi vì cái người mà chị Hà báo mộng về á, nó phải là người thân trong gia đình, hay là nó có cái điểm gì đó. Chứ tự nhiên cái ông chú đi xà lan lại được chị Hà báo mộng. Mà cái ông chú này thì em khẳng định là không có dòng họ bà con gì với bên phía chị Hà. Bởi vì nếu mà dòng họ với chị Hà thì người ta sẽ thông báo cho Kim Linh, đúng không? Thông báo cho mẹ của chị Hà, thông báo cho anh Vũ. Chứ chả có dòng họ của chị Hà đi thông báo cho ông Dượng Mười. Đúng chưa? Vậy là chị Hà đã báo mộng về bên phía của anh Tuấn. Mọi người nghe có tin được không? Vậy thì em hỏi mọi người là cái ông chú đi xà lan đó là ông nào? Mà tại sao mọi người lại đang thắc mắc ở đây là chị Hà là báo mộng cho ông chú đi xà lan đó hai lần rồi. Đó, và sau đó ông chú đó lại gọi cho ông Dượng Mười. Mà em hỏi tất cả mọi người là báo mộng hai lần là báo mộng ở đâu? Báo mộng ở kho cám vàng, báo mộng ở đảo Đài Loan. Nhưng mà kết thúc chị Hà nổi lên ở đâu? Chị Hà nổi lên ở ngay cái chỗ xà lan của anh Tuấn. Đúng cái chỗ mà anh thấy gật một cái, hì một cái rồi nằm ở đó luôn 12 ngày. Thì anh không bảo ai trong đó kiếm, đúng không? Bởi vì là anh nói là anh thấy vợ anh là, em nói mọi người là vợ anh là bị cái gật người giống ai kéo xuống rồi nằm ở đó 12 ngày. Nhưng mà cái ông chú đi xà lan này là ai? Anh em mình cùng đi tới đó đi. Báo dạ, dạ. Nghĩa là chỉ có báo mộng cho cái ông chú đó. Thì ông chú đi xà lan là vợ em về kêu nó hai lần đó. Dạ. Chắc có thể là sẽ tìm sẽ có. Thì lần đầu tiên là báo ông đó về ngay cánh vàng đó, bằng em cũng đụng vô nó xà lan nó ve ra là nổ xác lên. Kêu xà lan nhờ ta ve cho giùm nữa mà kiếm lặn lặn không có. Sao anh không kêu thợ lặn lặn cái chỗ mà chị Hà làm cái hật một cái á? Đó, mọi người nghe chưa? Anh Tuấn là anh nói là anh đi kêu thợ lặn lặn cái chỗ mà chị Hà báo mộng là ở chỗ kho cám vàng. Nhưng mà anh lại không thuê một ông thợ lặn nào lặn đúng cái chỗ mà chị Hà bị gật xuống. Mọi người có thấy ai buồn cười không? Anh ấy biết là chị Hà là bị gật xuống chỗ đó, đúng không? Bởi vì anh Tuấn nói là anh thấy có cái gì đó là hì một cái chỗ đó, mà giống như có người kéo chỗ đó. Nhưng mà anh lại không bảo ai lặn chỗ đó. Là sao? Là anh đang cố tình không cho người ta tìm thấy vợ anh, đúng chưa? Bởi vì nếu như mà anh mà thực sự muốn tìm thì ngay từ ngày đầu tiên anh đã bảo thợ lặn lặn xuống đúng cái chỗ hì đó rồi. Nhưng mà chúng ta có biết được cái chỗ hì là chỗ nào không? Không biết. Anh Tuấn có nói với ai đâu, chỉ có ông Dượng Mười biết thôi, đúng chưa? Bởi vì là gia đình của chị Kim Hà đến tận cái ngày nổi lên còn chưa biết là chị Hà bị té chỗ nào. Nhưng mà anh Tuấn ấy thì anh cứ chỉ chỗ này, sao anh lại chỉ chỗ kia? Anh có chỉ chỗ nào là chị Hà gật đâu. Nhưng mà anh lại nhớ rất là rõ. Đấy, khoảng cách từ cái chỗ mà trôi đi là 40 mét. Anh ấy bơi ra còn 10 mét
anh ấy thấy giống như có ai kéo xuống vậy á, gật một cái, hì một cái, rồi nằm ở đó 12 ngày không nổi lên, mà phải cào phải móc mới nổi lên. Nhưng mà có cái điều lạ là anh lại đi nghe cái người mà ông chú đi xà lan báo mộng cho ông Dượng Mười, ông Dượng Mười đi gọi cho anh Tuấn, anh Tuấn lại đi thuê thợ lặn đi lặn cái chỗ đó. Vậy thì cái chỗ gật của anh sai không lặn, đúng không? Tại sao anh không lặn? Bây giờ anh Tuấn phải trả lời cái câu hỏi này là tại sao anh biết vợ anh là gật ở đó, rồi hì ở đó, rồi có ai kéo ở đó, mà anh có nói rằng là anh nói là nếu như vợ anh mà trôi sông hay ngạt nước thì anh sẽ cứu được. Nhưng mà đây là không phải. Vậy thì không phải, tại sao anh không lặn ở đó, đúng không? Tự như nó về mộng nó nằm kẹt cái giữa xà lan, chỉ vậy đó, em nhờ xà lan ve ra luôn mà không thấy, em kêu thợ lặn lặn luôn nguyên cái khu vực cấm vàng không có nữa. Thợ lặn, vậy là tại sao anh không thuê thợ lặn lặn cái chỗ mà chị Hà gậy hì xuống, đúng không? Anh tả là thấy vợ anh hì một cái rồi nằm ở đó, nhưng mà không có cái ông thợ lặn nào mà anh thuê lặn chỗ đó cả, là sao, đúng không? Em nói mọi người là nó rất vô lý, đúng không? Anh nói là nghe ông chú, chỉ có nghe một cái ông chú thôi đi xà lan thôi, là chị Hà báo mộng về cho ông đó, là anh thuê cả một đôi thợ lặn anh lặn ở chỗ Khâu Ám Vàng đấy. Nhưng mà có không? Không có ai lặn hết á, không có một thợ lặn nào hết, thấy không? Đây là nói cho vui thôi, không có ai lặn hết. Thì em nói với tất cả mọi người như thế này, thực sự nếu như anh mà muốn kiếm chị Hà thì ngay từ ngày đầu tiên anh đã dẫn cả dòng họ nha, hai bên đến đúng cái chỗ hì đó, đó. Đây, vợ tôi nhảy xuống đây này, nó hì một cái chỗ này này, thì người ta đã lặn và tìm ngay chỗ đó là dính ngay từ ngày đầu tiên rồi. Nhưng mà không, anh không chỉ, anh không có chỉ cho một ai cái chỗ gật đó là chỗ nào, cái chỗ hì đó nó là ở đâu. Nhưng mà khi mà chị Hà nổi lên rồi ấy, thì ông Dượng Mười mới tiết lộ là nó nổi lên đúng chỗ chìm rồi Tuấn ơi. À thế thì hóa ra là cái chỗ gật đó đó là chị Hà đã nằm ở đó đó, cái chỗ hì một cái đó. Mà lại nổi đâu quý vị? Nó nổi lên đúng chỗ xà lan của mình á. Vậy thì em hỏi mọi người, chị Hà có trôi không? Không trôi đâu hết. Trôi ở đâu? Nó nổi lên đúng chỗ xà lan mà trôi ở đâu, đúng không? Bởi vì là nếu nó trôi thì nó phải qua cái chỗ xà lan. Nhưng mà Dượng Mười nói nó nổi lên đúng chỗ xà lan của mình á, thì trôi vào đâu? Thì em hỏi mọi người là nó trôi đi đâu mà cái dòng sông sâu 30 mét ở giữa dòng sông mà nó lại nổi lên đúng cái chỗ xà lan của mình á, thì trôi ở đâu? Chứ tại sao anh lại không bảo người ta đến kiếm ở đó? Em chỉ thắc mắc như vậy thôi. Còn lại là cái vấn đề là ai xô sát, ai sát hại, ai neo, ai buộc, ai gì, em không cần biết. Cái đó là của công an, họ điều tra. Còn em chỉ thắc mắc là anh ấy nói là vợ anh không phải trôi sông, không phải gạt nước, bởi vì trôi sông gạt nước là phải chìm từ từ anh cứu được. Nhưng mà ở đây anh hết biết, anh đứng thấy 10 mét, anh thấy giống như ai kéo xuống, ai gật xuống một cái. Vậy thì em hỏi mọi người là cái tiếng gật đó nó ở đâu ra, đúng không? Nó gật ở đâu ra? Cái gật đó là cái gì? Mà tại sao anh biết là có người kéo xuống đó mà anh lại không bảo người ta già tìm ở đó, là sao? Mà anh toàn bảo người ta đi kiếm Kho Cám Vàng, đi kiếm đảo Đài Loan. Anh bảo là vợ anh báo mộng. Báo mộng cho ai? Báo mộng cho ông chú đi xà lan ấy. Ông chú đó mới điện cho ông Dượng Mười. Em nói mọi người, cái gì cũng do ông Dượng Mười mà ra hết. Quý vị thấy từ đầu không? Ban đầu là chặt dây xuồng, không một YouTuber nào dám quay cái dây xuồng, đúng không? Mấy anh YouTube nó vi phạm đừng quay, cho anh dắt chúng anh ra anh nhìn. Ủa tại sao vậy? Cái dây xuồng mà không dám quay đó. Mọi người có nghe, mọi người thấy lạ không? Anh Tuấn ấy bảo mọi người là đi xem cái dây xuồng, cái anh dắt chúng anh bảo đừng có quay, để anh ra anh xem. Anh xem xong bắt đầu anh kể lại. Ủa sao buồn cười vậy? Một mét trước mặt mà không quay, mà phải để có một người ra đấy xem xong rồi quay về kể lại. Ủa là sao? Đó, em nói một cái anh dắt chúng này này cũng là một cái việc là rất quan trọng này. Đó rồi sao? Đến khi anh tả là anh thấy vợ anh bị cái gật một cái hì một cái nằm ở đó, mà nó nhanh như xe độ chạy. Vậy mà đến lúc mà lặn kiếm già, anh không chỉ người ta đến đó kiếm, anh sợ người ta tìm thấy, đúng không? Bởi vì em nói mọi người, nếu như anh Tuấn mà nói đúng cái chỗ gật một cái chỗ hì một cái đó mà anh chỉ cho người ta già, thì là đã thấy ngay từ ngày đầu tiên rồi. Nhưng mà anh đâu có dám chỉ đâu, bởi vì nó nổi lên đúng chỗ xà lan của anh mà, sao anh dám chỉ, đúng không? Bởi vì là bây giờ em nói tất cả mọi người như thế này, anh nói là vợ anh trôi đi 40 mét, anh bơi theo, xong còn 10 mét nữa là vợ anh làm cái hì một cái, anh đâu có dám chỉ. Anh chỉ người ta già dính sao, đúng chưa? Nên là tại sao nó lại có cái chuyện như này này, khi mà người ta đến già cái xà lan của anh ấy thì anh lại gọi cho Kim Linh đấy, nói là mẹ con báo mộng ở cám Kho Cám Vàng đó, đi xuống đó kiếm. Ủa thế tại sao người ta đến già xà lan của anh lại phải gọi người khác đi chỗ khác kiếm? Là nghe ai? Nghe ông Dượng Mười chứ ai,
Em nói mọi người là ông Dượng 10 mới là cái người mà quan trọng như này. Đó, em nói mọi người ông Dượng 10 mới là người quan trọng. Không biết là ông 10 được lợi cái gì trong này. Nhưng mà trước mắt là từ lúc chị Kim Hà ra đi đến ngày hôm nay là ông Dượng 10 với dì 10 là đang sở hữu cái xà lan đó. Bây giờ còn chưa biết ai mới là chủ, anh Tuấn hay là ông Dượng 10. Bởi vì bây giờ ông Dượng 10 ông ấy lái xà lan chính rồi, đi cùng dì 10. Đó, cái lợi ban đầu là Dượng 10 và dì 10 đã có việc làm. Từ cái lúc mà giúp anh Tuấn chặt cái xuồng, giúp anh Tuấn cưa két sắt, rồi giúp anh Tuấn thông báo việc báo mộng, rồi là giúp anh Tuấn việc cái là nó nổi lên chỗ chìm, là Dượng 10 được cái lái xà lan đó đó. Đúng không quý vị? Mọi người hãy để lại bình luận bên dưới video này để giúp em ha, sẽ tìm hiểu manh mối, những cái thông tin mới để có thể làm sáng tỏ vụ việc này. Rồi em video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào mọi người, chào mọi người.